và Hiếu Nguyễn rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 9 năm thành lập tập đoàn IMC kênh truyền hình CCTV. Và nãy giờ thì chúng ta đã gặp được vài gia đình rồi, thì không biết là cảm giác của anh Hiếu Nguyễn như thế nào? Cảm giác của Hiếu Nguyễn thì cảm thấy rất là vui khi mà tất cả các gia đình đều yêu thích các chương trình truyền hình của tập đoàn IMC. Giống như bản thân gia đình của Hiếu Nguyễn cũng vậy, vợ Kim Tuyến và bé Kim Thư thì lại rất là mê chương trình Hi-Fi trên UTV. Còn mẹ vợ Thanh Thủy thì lại rất thích những bộ phim của Ấn Độ và Philippines ở trên Today TV. Còn đặc biệt là em trai Phúc Nguyễn thì lại rất là thích những cái chương trình mang tính trẻ trung về âm nhạc trên MTV. Bản thân Hiếu Nguyễn thì sau những cái giờ làm việc căng thẳng, lựa chọn Paramount Channel Việt Nam là ưu tiên số 1. Rõ ràng là ở mỗi kênh truyền hình của tập đoàn IMC thì luôn có những cái định hướng riêng biệt và phù hợp với mọi đối tượng khán giả khác nhau. Cho nên là những người trong gia đình của mình có thể cùng nhau lựa chọn những kênh truyền hình của tập đoàn để có thể xem. Và không để các bạn chờ lâu nữa, Ngọc Nhi và Hiếu Nguyễn sẽ cùng đến với những gia đình tiếp theo tại Cần Thơ. Cho kênh phim điện ảnh Paramount Channel Việt Nam của tập đoàn IMC. Còn không biết là gia đình mình đã bao giờ nghe đến cái tên là Paramount Channel Việt Nam chưa? Kênh phim điện ảnh. Dạ em có nghe qua. Đó là kênh chiếu phim điện ảnh kinh điển. Oh. Ngoài ra thì không biết là bình thường là khi cô xem, cô thích xem kênh truyền hình nào nhất? Video 8 tuổi. Oh, thích bộ video 8 tuổi của kênh CCTV ạ. Hiếu Nguyễn cũng xin phép được tặng cho gia đình mình một món quà nhỏ, kèm theo đó là những cái tấm vé để tham dự đêm đại nhạc hội tại sân vận động Cần Thơ vào tối 21 tháng 4 lúc 19 giờ, có sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam mình. Dạ, đầu tiên là gửi tặng gia đình mình để những tấm vé này. Sau đó là một món quà nhỏ của tập đoàn IMC. Nhân dịp và sinh nhật lần thứ 9 của tập đoàn IMC và kênh truyền hình CCTV thì không biết là mọi người có cái lời chúc nào dành cho quý vị khán giả cũng như là kênh truyền hình không ạ? Dạ, em xin chúc là kênh CCTV sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và đưa đến nhiều chương trình hay cho khán giả. Xin chào đại gia đình của mình ạ. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi và Hiếu Nguyễn có một cái chuyến thăm bất ngờ và sẽ có những cái phần quà nho nhỏ dành tặng cho gia đình mình. Và đây cũng là một hoạt động ở trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 9 của tập đoàn IMC cho truyền hình CCTV. Bây giờ xin mời mọi người có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả ạ. Xin chào mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hiếu Nguyễn, hiện đang là đại diện cho kênh Paramount Việt Nam. Xin chào. Em xin giới thiệu là em là Hiếu Nguyễn, đang là đại sứ cho kênh phim điện ảnh Paramount Channel Việt Nam của tập đoàn IMC. Hôm nay rất là vinh dự khi mà được đến thăm gia đình mình. Tại vì bọn em đang có một cái chuyến mà đi thăm các cái gia đình để xem họ có tình cảm thế nào, có yêu thích cái tập đoàn IMC. Bộ phim nào đó trên kênh TV mà mọi người yêu thích nhất là phim gì? Đó cũng là bộ phim được rất là nhiều người yêu thích. Thì không biết nếu như mà được gặp một diễn viên nào đó trong phim thì chị muốn gặp ai? Gặp Anna đi. Hy vọng là những chương trình lần sau thì TV có thể mang những diễn viên đến từ Ấn Độ đến gặp và giao lưu với gia đình mình. Có một món quà nhỏ dành tặng cho gia đình mình của tập đoàn IMC và kèm theo đó những tấm vé để tham dự đêm đại nhạc hội của tập đoàn IMC của gia đình mình ạ. Chúc đài của gia đình mình cũng có thêm nhiều mới những cái phút phim mà như là tình cảm lãng mạn để cho những người có thể người ta coi thêm. Và đến đây thì Ngọc Nhi và Hiếu Nguyễn cũng xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong những gia đình tiếp theo. Xin chào. Xin chào.